Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong video clip tiếp theo của mình. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cái cách mà chúng ta sẽ hàn những cái mẫu sắt nhỏ, đại khái như là những mẫu lưới như thế này nè. Đó, thì bởi vì là sắt của chúng ta nó nhỏ mà mình sử dụng que hàn để mình hàn á, thì đây là những cái tình trạng chúng ta hay gặp phải nè. Thứ nhất là nó sẽ rất là khó dính nha. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ gặp cái tình trạng đó chính là bị đứt lưới của mình như thế này. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn cái cách mà chúng ta sẽ hàn những cái mẫu sắt nhỏ như thế này mà không cần phải sử dụng que hàn luôn nha các bạn ơi. Clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để mình thay thế cho que hàn nha. Không phải là sử dụng nguyên một cái cục này đâu các bạn, mà chúng ta sẽ sử dụng cái lõi ở phía trong của cục pin này nha. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng lõi của cục pin để mình thay thế cho que hàn nha các bạn. Trước khi hàn thì mình cũng lưu ý với tất cả các bạn vấn đề như thế này, về dòng hàn thì chúng ta nên cho về mức nhỏ nhất nha. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta sẽ đổi cực dây hàn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hàn. Và trước khi hàn thì các bạn chuẩn bị giúp mình một mẫu dây mồi như thế này. Thì này là dây đồng nha các bạn ơi, để chúng ta sử dụng để chúng ta mồi. Rồi như vậy là chúng ta đã hàn xong rồi các bạn ơi. Rồi có lẽ là clip của mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video clip ngày hôm nay. Hy vọng là clip này của mình sẽ hữu ích với tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo.